Từ những bài học của một loạt nước xảy ra cách mạng màu ở Đông Âu và Trung Á, thấy rằng các chính sách của những chính quyền này và sự xây dựng của bản thân các chính quyền này là có vấn đề. Họ không đứng được cùng với quần chúng. Chính sách của họ chưa đại biểu được lợi ích của nhân dân. Bởi thế, khi các thế lực thù địch phương Tây và một số ít phe đối lập tiến hành khuấy động xã hội, thì đông đảo nhân dân trên thực tế là làm ngơ, giữ lập trường trung lập. Cách mạng màu khơi gợi cho chúng ta điều quan trọng nhất là khi một chính quyền đối mặt với thách thức, không sợ có người chống lại mà sợ không có người ủng hộ. Georgia trong thời kỳ Liên Xô, thu nhập và mức sống của nhân dân thuộc hàng đầu trong 15 nước Cộng Hòa. Nhưng kinh tế Georgia sau khi độc lập thì bị trượt dốc như lở băng. Năm 1994, GDP giảm xuống 72% so với năm 1990 trước thời SNJ. Năm 2002, có 90% đến 95% gia đình thu nhập dưới mức nghèo khổ, trở thành nước nghèo khổ nhất trong khu vực Liên Xô cũ. Những thu nhập kinh tế ngầm, bao gồm các hoạt động trốn thuế, buôn lậu, đầu cơ, lừa đảo, cũng như nghề buôn lậu vũ khí, ma túy, mại dâm, v.v., lại chiếm đến 40% GDP. Về chính trị, nhà nước không thiết lập được một chính quyền trung ương đủ mạnh. Trên thực tế, khu vực mà chính phủ kiểm soát được bé hơn bản đồ Georgia rất nhiều. Ba khu vực Abkhazia, Nam Ossetia và Azaria có xu hướng ly khai nghiêm trọng. Trên thực tế, Georgia trong trạng thái chia năm xẻ bảy một thời gian dài. Ukraine cũng gặp phải vấn đề tương tự. Ngoài tình trạng Đông Tây đối lập, khó bề dung hợp do lịch sử hình thành ra, kinh tế trì trệ, chính quyền yếu kém, tham nhũng thịnh hành đã trở thành vấn đề nan giải mà nước này không thoát ra được. Ukraine được gọi là kho lương thực của Liên Xô cũ, cơ sở công nghiệp hùng hậu. Sau khi độc lập, Ukraine rơi vào suy thoái kinh tế triền miên. Từ năm 1992 đến năm 1999, GDP của Ukraine giảm sút 75%. Khoảng 70% dân số sống dưới mức nghèo khổ, cuộc sống kém xa thời Liên Xô. Hàng triệu người rời bỏ quê hương đi làm thuê ở Nga hoặc các nước khác. Về chính trị, đã dựng lên chính quyền quan liêu tài phiệt chủ yếu do những cán bộ đảng và chính quyền trước đây nắm giữ, tham nhũng tràn lan, dân chúng kêu ca, bất mãn. Còn tình hình Kyrgyzstan thì khỏi phải nói. Quốc gia miền núi Trung Á này có diện tích chưa đầy 200.000 km2, dân số chỉ có 5 triệu người, dưới thời Liên Xô là một trong những nước lạc hậu nhất về kinh tế. Hơn 10 năm độc lập, không xây được một xí nghiệp lớn nào. GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 300-400 đô la. Lương tháng bình quân của công nhân viên chức chỉ 20-30 đô la. Số người thất nghiệp lại đông. Tệ nạn xã hội do suy thoái kinh tế liên miên tạo ra càng nghiêm trọng. Năm 2002, số người nghèo đói cả nước đạt 52%, 70% thôn xã không có nước máy, 41% không có bệnh viện và cơ sở bảo vệ sức khỏe, 60% không có dịch vụ giao thông và đường quốc lộ. Kinh tế đất nước đến bên bờ của sự sụp đổ. Nhân dân không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng tham nhũng thì tràn lan trên mọi lĩnh vực. Trước khi xảy ra cách mạng Hoa Tulip, quốc gia thảo nguyên Trung Á này đã lâm vào cảnh ngộ đầy khó khăn về chính trị, kinh tế, mâu thuẫn dân tộc. Trong
nổi lên trường hợp so sánh là Kazakhstan độc lập cùng với ba nước Georgia, Ukraine và Kyrgyzstan. Dưới sự lãnh đạo vững chắc của chính phủ do Tổng thống Nazarbayev đứng đầu, từ năm 2000 đến nay, tăng trưởng kinh tế luôn giữ mức 9% trở lên. GDP năm 2007 vượt quá 100 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người đạt trên 7.000 đô la. Do kinh tế phồn vinh, bền vững, người dân an cư lạc nghiệp, chính phủ lại luôn giữ cảnh giác đầy đủ với mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Trong tình hình đó, các thế lực bên ngoài có muốn quấy phá cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Ngày 15 tháng 4 năm 2005, Nazarbayev đã ký luật bầu cử sửa đổi của nước Cộng hòa Kazakhstan do Quốc hội thông qua. Qua sửa đổi, luật bầu cử quy định kể từ kết thúc cổ động tuyên truyền chuẩn bị bầu cử và sau khi công bố chính thức kết quả bầu cử, các chính đảng và cá nhân đại diện cho ứng cử viên không được tổ chức chống đối, biểu tình, meeting dưới mọi hình thức và diễn thuyết công khai dưới các hình thức khác. Luật này đã ngăn chặn mưu đồ của thế lực bên ngoài dùng biện pháp chính trị đường phố quấy phá bầu cử, nâng đỡ những kẻ đại lý chính trị. Sự kiện cách mạng màu liên tục xảy ra ở các nước SNG cũng làm cho nước Nga thuộc tâm bão cảm nhận được áp lực to lớn. Mấy năm gần đây, Nga đã thanh toán tất cả nợ nước ngoài trước thời hạn, đánh đổ kinh tế tài phiệt, thu về quyền chủ đạo của quốc gia đối với một số ngành công nghiệp chiến lược, đồng thời tận dụng thực lực tài chính ngày càng tăng mạnh của đất nước để tích cực cải thiện dân sinh, đã tăng cường sức hiệu triệu của đảng cầm quyền trong cử tri. Năm 2005, Putin đã ký lệnh Tổng thống hoàn thiện thêm một bước luật hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, kiểm soát chặt chẽ hơn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Để đề phòng giới trẻ thiếu hiểu biết thấu đáo bị lợi dụng, sau khi cách mạng màu da cam ở Ukraine xảy ra không lâu, Putin kêu gọi phát động phong trào thanh niên gọi là Nazi, tức của chúng ta, thành lập các tổ chức thanh niên thân chính phủ ở các thành phố lớn trong cả nước. Dưới sự lãnh đạo của chính phủ, đã triệu tập được đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên ủng hộ Putin. Họ hô to, phải chiến thắng vi trùng cách mạng, tổ quốc không được giao cho bất kỳ người nước ngoài nào. Làm chủ tổ quốc Nga mãi mãi sẽ là người Nga. Người phát động phong trào Nazi này có tên là Pavlovsky, một nhà chính trị học Nga. Lần này tham gia phong trào ủng hộ Putin chỉ là một bộ phận nhỏ của tổ chức Nazi. Nhưng nếu lực lượng phản động tăng cường, thì chúng tôi phải động viên tất cả các chi bộ Nazi. Chúng tôi sẽ có một quy mô tương đối. Trước hết, chúng tôi phải bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình. Chúng tôi không có lý do gì để cho người Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Chúng tôi không mong người Mỹ vào nhà chúng tôi. Hành động của người Mỹ tuyệt nhiên không đạt được mục đích. Pavlovsky nói, nhiệm vụ tương lai của Nazi là sẵn sàng giải tán các cuộc biểu tình phát xít, đối phó với đảo chính chống hiến pháp. Đồng thời, Nga rất coi trọng giáo dục lịch sử, giáo dục niềm vinh dự, giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh thiếu niên. Họ tiến hành một cách lâu dài và có kế hoạch, coi những giáo dục đó là biện pháp căn bản đề phòng cách mạng màu. Năm 2005, chính phủ Nga phê chuẩn thực thi một dự án có tên là Kế hoạch giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công dân Nga 2006-2010. Đối tượng chủ yếu là thế hệ thanh niên. Tổng thống Putin từng bày tỏ, lịch sử không được lãng quên, nhưng chúng ta cũng không cho phép bất cứ ai làm cho ta mắc phải tội lỗi. Gần đây, chính phủ Nga đang triển khai công tác biên tập lại sách giáo khoa lịch sử của nước này. Giáo khoa lịch sử đã sửa lại lịch sử hiện đại Nga, nhất là những sự xuyên tạc lịch sử Liên Xô cũ, đồng thời ra sức phát huy tinh thần yêu nước. Nhìn từ hiệu quả thực tế, những biện pháp đó đã có tác dụng tích cực trong việc đối phó với thách thức bên ngoài. Qua phân tích nguyên nhân và tính chất của cách mạng màu, qua tổng kết được mất thành bại trong đối phó với cách mạng màu của các nước SNG,
Đối với đảng cầm quyền của chúng ta, những kinh nghiệm và bài học rút ra từ trong đó cũng khá sâu sắc. Thứ nhất, phải luôn kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, không ngừng tăng cường sức mạnh đất nước, cải thiện dân sinh. Sự ủng hộ của nhân dân là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất của đảng cầm quyền chống lại và đề phòng sự đe dọa từ bên ngoài. Thứ hai, phải làm tốt công tác tự thân xây dựng của đảng. Tham nhũng tràn lan không những mất lòng tin của dân chúng đối với đảng, mà còn tạo cơ hội tốt cho thế lực bên ngoài lật đổ chính quyền. Thứ ba, phải bảo vệ an ninh chính trị quốc gia bằng luật pháp. Đối với các hoạt động của tổ chức phi chính phủ có mục đích lật đổ và gây rối loạn đất nước, hoạt động chính trị đường phố cũng như hoạt động tuyên truyền mang tính chất lật đổ nhất định phải làm rõ ngọn cờ, phải kiên trì, cấm và xử lý dứt khoát. Nhượng bộ chỉ có thể dẫn đến hậu quả tai hại. Thứ tư, phải tăng cường xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi, đặc biệt là phải tăng cường giáo dục quan điểm giá trị lịch sử cho thanh thiếu niên. Những chính quyền bị đổ trong cách mạng màu đều là trước hết bại trận trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Thứ năm, luôn kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và các cơ quan chính pháp. Trước sự phá hoại lật đổ của các thế lực thù địch phương Tây, làm cho quân đội và các cơ quan chính pháp đứng vững vàng về phía Đảng và nhân dân, nhất thiết nghe theo sự chỉ huy của Đảng, quyết không thể theo cái gọi là trung lập chính trị. Cuộc cách mạng màu gần đây nhất cũng đã qua đi vài năm. Có lẽ có một số người sẽ ngây thơ cho rằng cách mạng màu đã im hơi lặng tiếng, khói súng đã dần dần tan đi. Nhưng phát triển của sự vật lại không chuyển động theo ý nguyện lương thiện của con người. Chỉ cần dã tâm bá quyền toàn cầu, đế quốc toàn cầu của một số nước phương Tây không thay đổi, thì bóng ma cách mạng màu không thể mất. Chỉ cần tình hình nội bộ một quốc gia mục tiêu nào đó không ổn, lại buông lỏng cảnh giác với mối nguy bên ngoài, không biết đối phó, thì con ma cách mạng màu lại cuốn gió hiện về.